Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng sớm thứ Năm, ngày 10 tháng 10 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là ngày kỷ niệm cách mạng song thập. Ngày 10 tháng 10 năm 1911 cũng được gọi là cách mạng Tân Hợi. Bên phía Trung Quốc lật đổ triều đình Mãn Thanh, chấm dứt triều đình Mãn Thanh, lập ra Trung Hoa Dân Quốc. Đó là thời điểm cách đây hơn 100 năm rồi. Năm nào cũng vậy, bên Trung Quốc từ Đài Loan cho đến Trung Hoa lục địa bây giờ cũng tổ chức ăn mừng ngày cách mạng Tân Hợi, cách mạng song thập. Tôi cũng muốn đổi đời, muốn dọn nhà từ phố về rừng, rừng Đắk Nông, sống cuộc sống thanh đạm hơn. Vì Đắk Nông khí hậu tốt và rộng rãi, đối với tôi là người mở ngoặc đóng ngoặc, như bên phía của những người ghét tôi gọi tôi là vô tích sự. Và tôi vô tích sự thật sự, nên tôi về Đắk Nông tôi ở, hy vọng rằng vô tích sự của tôi có thể làm được một gì đó, trồng vài luống rau, sống qua ngày. Đáng lẽ hôm nay là dọn nhà, nhưng quả thật là vô tích sự. Vì tôi có muốn thêm đoạn này đoạn nọ để làm căn nhà ở trên Đắk Nông, nhà gỗ thôi, mà lại đòi làm những luống rau đồ gì đó, nên người xây cất làm chưa có xong. Đúng là vô tích sự thiệt, cũng lỗi tại tôi thôi. Vì vậy nhà xây cất chưa có giao nhà cho tôi kịp hôm nay. Chưa giao kịp thì sao, phải ở đây thôi. Bà xã tôi là phải liên lạc với người mua, nay là người chủ mới của căn nhà này rồi. Chúng tôi thuê lại 1-2 tuần gì đó, với một số tiền theo giá thị trường. Theo giá thị trường ở đây mấy triệu gì đó. Vậy xin lỗi quý khán giả, hôm nay tôi chưa có dọn nhà. Lý do tôi đã nói rồi, rất là vô tích sự. Sợ là mình không biết làm cái này cái nọ, nên cũng nhờ người xây cất làm thêm cái này cái nọ, thì không kịp để giao nhà cho tôi. Trong lúc mà đợi dọn đi á, thì hôm qua tôi nhận được một số điện thoại và một số tin nhắn. Tôi xin trả lời cho những người mà hỏi tôi. Điện thoại cho tôi nói rằng là: anh Hùng có biết gì về một người lấy nick là Biển Quốc Lâm, nay đang ở trên Buôn Ma Thuột, ở trên Đắk Lắk không? Tôi nói tôi không biết người này, không biết nhiều. Thì người bạn đó cho tôi biết người này tên là gì đó, tôi miễn nêu tên, sống ở Nam Định trước đây, rồi chắc là sống ở Biển Quốc Lâm ở Nam Định á, nên mới lấy là Biển Quốc Lâm. Trong mấy năm qua là tấn công tôi đủ thứ đủ trò hết. Rồi có một người chị bạn của tôi ở đây, ở trong thành phố á, nghĩ rằng có thể mà tiếp cận người đó để mà cho người đó hiểu nhiều về tôi hơn. Nhưng người chị đó qua những lần tiếp cận thì lại có tình cảm với Biển Quốc Lâm. Rồi người đó cho tôi biết đó là Biển Quốc Lâm đã có những việc làm rất tồi lên trên người chị bạn của tôi, rất tồi. Nên là người bạn đó nói tôi cẩn thận, vì Biển Quốc Lâm muốn sử dụng qua người chị bạn để lấy những thông tin về tôi, để xem thử có những tẩy gì của tôi hay không. Rồi người bạn đó nói Biển Quốc Lâm trong những ngày qua vào kênh của Huệ Thuận
để mà lân la rồi cung cấp thông tin đủ thứ đủ sự. Anh Hùng hãy cẩn thận. Tôi trả lời đó là biển Quốc Lâm là biển Quốc Lâm. Nếu tôi nhớ không lầm, ở Việt Nam này có câu đó là tệ nạn á thì Đồ Sơn và biển Quốc Lâm. Đó là tệ nạn, người ta nói như vậy. Tôi không chắc nhưng mà tôi nghe. Thì chắc cái gì đó tệ nạn đó nó lại chui vô đầu cái người với cái nick là biển Quốc Lâm. Trước khi tôi làm chương trình này thì tôi có nhắn tin người bạn, người chị bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, đó là nhiều người than phiền mà nếu tôi có lên tiếng thì biết rằng tôi lên tiếng. Tính tôi rất rõ ràng vì tôi không muốn người chị bạn đó bị hụt hẫng tự nhiên cái lên tiếng như thế. Thì người chị bạn nói tha hồ mà lên tiếng, cái tên đó nó dơ lắm, nó làm chị rất đau lòng. Nó là nó, chị là chị. Nhưng nếu tư cách con người thì nó là cái tên dơ, dơ bẩn lắm em à. Đó là tin nhắn của người chị bạn đó. Tên này rất là dơ bẩn. Thế nói rằng moi được thông tin qua người chị bạn đó rồi biết về tôi. Tôi nói tha hồ, biết gì cũng muốn cung cấp cho Huệ Thuận hay bất cứ một ai. Tôi cũng không có ngại, vì tôi sống không có lỗi lương tâm, không có trái pháp luật, tôi không có sợ gì hết, tha hồ nhé. Ở đây tôi cũng tha hồ nhắn cho cái người tên là Biển Quốc Lâm đó, tha hồ. Tha hồ mà cung cấp thông tin gì cho Huệ Thuận đi. Còn con người đó là con người dơ bẩn, không đáng tư cách làm người. Chị bạn đó có lẽ trước đây cho số điện thoại của tôi Zalo, thì Biển Quốc Lâm có gửi tin nhắn muốn kết bạn với tôi, nhưng tôi đâu có kết bạn làm gì, thứ loại người này. Tại vì tôi có biết sơ thôi, là tấn công tôi và này nọ, thì tôi biết tha hồ mà tấn công, nhưng tôi cho là con giòi. Con giòi này thì đã hợp tác với Lê Thái đó, Thái Tám Chảo đó, đòi bán thuốc ở trị gút gì đó, loại lừa đảo thôi. Coi chừng cũng là nạn nhân của Thái Tám Chảo rồi. Rồi này nọ đó, thì tha hồ. Đối với tôi không có ngại nha. Đó là trả lời cho một người bạn. Trả lời thứ nhất. Trả lời thứ hai đó là Huệ Thuận mời vào trong tịnh xá thì Huệ Thuận làm chủ, anh Hùng là khách, thì chủ có quyền quyết định cái này cái nọ. Tôi đã trả lời rồi. Tôi và Huệ Thuận ngay từ lúc đầu đồng ý có trà đàm thì theo các quy tắc quốc tế. Quy tắc quốc tế thường thường thì người ta chọn một cái nơi trung dung, nhưng kỳ này tôi chấp nhận vào trong tịnh xá của Huệ Thuận, là hang ổ của Huệ Thuận đó. Nhưng vẫn giữ quy tắc quốc tế thì những người tháp tùng tôi là do tôi quyết định. Huệ Thuận không có quyền xen kẽ vào nội quyết của tôi. Tôi khẳng định là có thể có Sài Gòn Vivu và cũng có thể không nha, nhưng mà tôi khẳng định đó là quyền của tôi, nên Huệ Thuận không thể nào đưa ra lý do này lý do nọ để mà hủy kèo. Huệ Thuận có quyền hủy kèo thì tôi nói càng hủy kèo thì chứng minh tư cách của Huệ Thuận như thế nào. Việc mà tôi quyết định ai ở trong để tháp tùng tôi thì đó là quyền nội quyết của tôi. Không thể nào nói rằng là chủ nhà thì có quyền chuyện đó. Vì nếu mà nại lý do đó đó thì có thể nói à, người kia tôi cũng không ưa vì đã chỉ trích tôi, người nọ tôi cũng không ưa. Xin lỗi, Huệ Thuận thì hàng trăm triệu người không ưa. Hãy xem mạng xã hội đi. Nên nếu nói như vậy đó thì đó chỉ là một cớ thôi. Một cớ để mà bỏ chạy.
một cớ để mà bỏ chạy. Còn tôi vẫn giữ nguyên những gì mà tôi đã hứa. Và tôi vẫn giữ là ngày đó, thứ ba, 15 tháng 10, lúc 10 giờ sáng tôi vẫn có mặt. Không tiếp tôi đó là chuyện của Huệ Thuận, nhưng không có mặt thì tối sẽ có một bài nói chuyện từ đó. Và những YouTubers mà đến á, thì có thể lúc đó đó phỏng vấn tôi trả lời trước cổng tỉnh xá của Huệ Thuận. Tôi sẽ trả lời. Một con rắn độc trốn trong hang thì cứ tha hồ mà trốn, không sao cả. Rồi lấy lý do là tôi nói là, bây giờ trả lời câu hỏi thứ ba, tại sao anh Hùng lại nói Huệ Thuận là đầu đường xó chợ? Thưa, tôi dùng ngôn từ tiếng Anh cho nó dễ hiểu, đó là conditional sentence, tức là cái câu văn đó nó có cái chữ nếu. Conditional là nếu, if. Ai mà đã trải qua về vấn đề đại học thôi là phải biết rằng là câu từ nó có cái câu từ conditional, tức là có điều kiện. Nếu mà Huệ Thuận không tiếp tôi thì nó chứng tỏ tư cách của Huệ Thuận như người ta nói là đầu đường xó chợ, là lưu manh, và những gì người ta gửi cho tôi thì có lẽ là đúng. Đó là conditional sentence. Vậy thì nếu mà Huệ Thuận là người đàng hoàng, có tư cách, có tiến sĩ Phật học á, thì đâu có ngại gì. Vàng thiệt sao lại sợ lửa. Nên khi mà đã sợ như vậy, bỏ trốn, thì nó đã nói lên cái tư cách đó là tư cách gì? Là tư cách đầu đường xó chợ, lưu manh hạ đẳng. Tôi trả lời như vậy đó. Thì trả lời tiếp là câu hỏi thứ tư đó, đó là thế thì anh Hùng tới nơi đó, anh Hùng nói cái gì? Tôi bây giờ sổ chấp, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn 100% tôi sổ chấp nhé. Tôi sẽ hỏi Huệ Thuận, khi mà Huệ Thuận nói là quy y lúc 9 tuổi, rồi có bằng tiến sĩ Phật học ở bên Ấn Độ. Thưa quý khán giả biết ở bên Ấn, lên học đại học thì phải nói được tiếng Anh. Và giảng bài ở đại học bên Ấn Độ là bằng tiếng Anh và tiếng Ấn, bài bilingual, tức là hai ngôn ngữ, nhưng tiếng Anh lại là tiếng chính. Và nếu mà nộp bài luận án thì phải là bằng tiếng Anh. Không tin các bạn cứ hỏi những ai học đại học bằng tiến sĩ ở bên Ấn thì biết liền thôi. Tiếng Anh được trọng dụng hơn cả tiếng Hindi. Và để có sự quốc tế hóa đó, thì họ khuyến khích là bằng luận án á, là phải viết tiếng Anh. Khi mà nói về Phật học á, thì đương nhiên là phải hiểu về tiếng Anh rồi, còn hiểu luôn cả tiếng Ấn, Hindi á, và phải biết thêm một số tiếng Phạn. Thế bây giờ đó, Huệ Thuận tự nhận mình có bằng tiến sĩ Phật học ở bên Ấn, thì tôi sẽ hỏi, what is your doctoral thesis in Buddhism? Nghĩa là luận án tiến sĩ của ông về Phật học đó, là cái gì? Ông cho đề tài đi. Và ông đã như vậy đó thì ông trình bày khoảng chừng mấy phút thôi, người ta trình bày căn bản được. Đây là sổ chấp câu hỏi đó, câu hỏi thứ nhất tôi hỏi. Thì đủ hiểu trình độ của Huệ Thuận như thế nào liền. Mấy hôm nay chúng ta thấy vẫn ồn ào về cái gọi là bằng tiến sĩ luật của Thích Trân Quang. Và Quốc hội Việt Nam cũng đang bàn. Không hiểu tại sao Bộ Giáo dục Việt Nam thời gian vừa rồi rất là ồn ào mà cũng chưa có giải quyết xong.
Đó là liên quan đến bằng tiến sĩ luật của Thích Chân Quang do chính Đại học Luật cấp. Nhưng mà bản chất thật của Thích Chân Quang có là khả năng tiến sĩ luật hay không thì ai cũng biết rồi, chả có đâu. Nếu mà ngồi với tôi hỏi ba câu cũng lòi ra nhiều vấn đề. Thì câu đầu tiên tôi hỏi Huệ Thuận là bằng tiếng Anh. What is your doctoral thesis in Buddhism? Thì ông nói đi, đề tài đó, cái luận án tiến sĩ của ông bằng tiếng Anh đi. Ông nói bằng tiếng Anh xong rồi, ông hãy cho biết cái nội dung nó như thế nào, ngắn gọn. Mình là bằng tiến sĩ, có khả năng thực sự thì trình bày rất nhanh chóng được. Nhưng tôi nghĩ rằng câu nói đầy, cái câu hỏi đầu tiên này thôi, thì Huệ Thuận cũng just work, không có đủ khả năng. Nếu mà đủ khả năng rồi, tôi sẽ hỏi một cái chuyện rất căn bản của Phật giáo luôn. What is the difference between Nirvana in Hinduism and Buddhism? Sự khác biệt căn bản giữa Niết Bàn của Ấn giáo và Phật giáo là như thế nào? Trình bày bằng tiếng Anh đi. Mình là tiến sĩ Phật học thì trình bày được chứ. Đó là câu hỏi thứ hai thôi. Tôi coi như là sổ chấp đó, thấy không? Sổ chấp từng đó rồi đó. Cho Huệ Thuận bây giờ ngồi ở nhà nghiên cứu xong rồi lên trên clip và làm luôn đi cho bà con biết. Đó là câu hỏi thứ hai thôi. Khán thính giả nghĩ rằng Huệ Thuận có đủ khả năng để vượt qua hai câu hỏi này chưa? Nếu mà vượt qua rồi á, thì bây giờ tôi miễn nêu lên, tôi sẽ hỏi sâu về vấn đề gì đó mà nó liên quan đến những từ ngữ của tiếng Phạn nhé. Chứ không phải tiếng Anh, liên quan đến từ ngữ của tiếng Phạn, vì tiến sĩ Phật học ở bên Ấn Độ là phải biết như thế. Nên đừng có mà phét lác, bằng đó không có, bằng đó là tự phong, là ăn cắp của ai đó để mà mượn cái áo nhà Phật đi lừa gạt quần chúng. Nếu mà đã ăn cắp và lừa gạt như vậy rồi thì cứ thường những gì mà người ta gửi cho tôi là chính xác về tên này. Gọi tên này là tên lưu manh đầu đường xó chợ là chính xác. Hắn lấy lý do đó nói tôi vô văn hóa để hắn bỏ chạy là vì hắn không có đủ khả năng. Vì người có tiến sĩ Phật học thực sự là đối diện, đã thách thức người ta rồi còn bỏ chạy là không có được. Y như Sang Kham thách thức tôi còn cho tiền vô thành phố Hồ Chí Minh cũng bỏ chạy. Bỏ chạy xong rồi im cũng không được. Ngày này sang tháng nọ cứ lèm bèm cắn gấu quần của tôi, thì tên Huệ Thuận này cũng sẽ y chang như vậy. Vì hắn đang đu theo cái đám đó và gì đó vào trong kênh của kênh bịa chuyện hại người của Nguyễn Phương Hùng ở Nam California để kiếm đồng minh. Y chang như cái đám kia vậy thôi, không khác gì hết. Tôi sổ chấp một số câu đó. 10 câu thì tôi sổ chấp cho 2 câu rồi đó. Có trả lời nổi hay không? Rồi hãy nhớ còn 8 câu nữa đó. Tôi cất đó thôi. Tôi khỏi cần nói ra bây giờ. Tôi khỏi cần mang giấy tờ, khỏi cần mang điện thoại luôn mà. Tới đó thì biết ai thực sự là người có kiến thức, có trình độ tiến sĩ hay không thì biết liền à. Huệ Thuận dám kiêu căng tự đắc nói rằng là kiến thức Phật học gấp 100 lần Hoàng Duy Hùng, thì chỉ cần trả lời 2 câu hỏi căn bản đó đi. Bằng tiếng Anh đi, cho một chút xíu trên mạng đi, bây giờ ngồi ở nhà đi, rồi search, rồi làm nghiên cứu cho kỹ đi, rồi lên mà nói khoảng chừng vài phút, 10 phút cho bà con lé mắt chơi đi, cũng không có đủ trình độ đâu. Đó là sổ chấp rồi đó nhá. Còn ngay ngày hôm đó thì sẽ biết liền thôi. Tôi sẽ lướt nhanh, tôi cho 2 câu hỏi đó rồi. Ngày hôm đó tôi sẽ lướt nhanh, tôi bước sang câu hỏi thứ 3. Thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, 9, 10.
và hãy nói rằng tôi cho Huệ Thuận một cách rất đàng hoàng. Cái chiều sâu đó của Phật học tôi sẽ hỏi một số về từ ngữ tiếng Phạn để ông trả lời như thế nào. Nên đó là câu trả lời thứ tư của tôi với những ai vừa mới hỏi tôi, là tại sao tôi lại gọi đây là một cái gì đó là đầu đường xó chợ, là lưu manh. Thì tôi nói đây là conditional sentence. Nếu mà Huệ Thuận không dám đối diện với tôi trà đàm như những gì mà đã thề hứa, thì tư cách đó là tư cách của kẻ đầu đường xó chợ. Lấy cái lý do nói rằng Hoàng Duy Hùng vô văn hóa không gặp, thì đó là tư cách lưu manh nha. Tôi cho những câu hỏi liền bây giờ, cho trả lời trước đó, để xem thử như thế nào. Thì quý khán giả đủ biết con người này có trình độ hay không. Xạo ke nói rằng anh là Phật học gấp trăm lần tôi, có bằng tiến sĩ Phật học ở bên Ấn Độ. Thì phải biết bên Ấn Độ có bằng tiến sĩ Phật học là phải biết tiếng Anh. Và như vậy luận án tiến sĩ Phật học là gì? Nói đi, trình bày chút xíu đi, được không? Rồi thì tôi chỉ hỏi căn bản thôi, đó là nếu nói chữ Niết Bàn, vì Phật học thì phải biết chữ Niết Bàn, Nibbana đó. Niết Bàn ở trong Phật học và Niết Bàn ở trong Ấn học á, Hinduism á, là khác nhau như thế nào? Căn bản chỗ nào? Trình bày trong vòng, nếu tôi trình bày thì chỉ khoảng chừng có 2-3 phút là xong thôi, bằng tiếng Anh đi. Sau đó rồi thì tôi sẽ nói rằng là đã học gọi là tiến sĩ Phật học ở bên Ấn thì phải biết những từ ngữ tiếng Phạn rất quan trọng để hiểu được Phật học. Thì tôi sẽ hỏi những cái vấn đề đó. Tôi còn sổ chắc cho biết trước kìa, chuẩn bị nổi hay không. Thì đó là những vấn đề tôi nêu lên. Vậy thì Biển Quốc Lâm á, phần đầu á, câu từ đầu á, muốn cái gì, lấy thông tin từ cái người chị bạn của tôi để mà trình báo gì cho Huệ Thuận, thì hỡi con dòi Biển Quốc Lâm, tha hồ chấp luôn. Tôi đã nói tôi sổ chấp Huệ Thuận cùng với tất cả những người gì mà Huệ Thuận cho rằng là cao tăng về Phật học, ngồi đó mà trả lời luôn cũng được nữa cơ. Đừng có giỡn mặt hù thiên hạ. 1,5 kg bằng về vấn đề mà võ thuật, thầy Hổ vừa mới lên tiếng giao lưu một chút xíu, ôi hẹn nhau ở trên đỉnh núi Everest để mà thiền mới biết ai là giỏi hơn. Bỏ chạy một cách dơ giấy như thế, hèn nhát nhưng mà vô văn hóa, làm y như là mình là vô văn hóa, thích chụp mũ cho người ta thôi, hở chút xíu là chụp mũ. Loại này chỉ biết chụp mũ thôi, chụp mũ cho Hoàng Duy Hùng là đánh phá Phật giáo. Mà lý luận kiểu đó thì tôi chỉ hỏi 3 câu cũng đủ tiêu tùng rồi. Rồi làm livestream cũng như quy y cho một nữ Phật tử ở trong khách sạn, tôi nói dễ gây ngộ nhận. Đây là phạm trù khách quan chứ không phải là phạm trù chủ quan được. Huệ Thuận cứ nói cái gì đó là của Huệ Thuận, nhưng mà nhiều người ở ngoài người ta không có xem hết và người ta nhìn vô thì dễ gây ngộ nhận. Thế là đi chụp mũ đánh phá. Vậy thì tôi trả lời cho những người bạn hỏi tôi, và tôi sổ chấp Huệ Thuận đó có đủ bản lĩnh, thực sự có bằng Phật học, tiến sĩ Phật học ở bên Ấn Độ, thì trường mặt ra sợ gì. Tôi mà có bằng tiến sĩ Phật học mà hỏi tôi tới liền. Tôi là người Thiên Chúa giáo, tôi không có tiến sĩ Phật học nhé. Nhưng mà tôi sẽ đối chất đó, xem thử rằng Huệ Thuận có bằng tiến sĩ Phật học hay không. Còn không thì đây là cái tên, như tôi nói rồi, ở ngoài đời thì thất bại, không làm ăn được, đi xe ôm chạy cũng không xong, không có tiền, mượn áo Phật, mượn áo đạo để mà kiếm tiền, mượn đạo tạo đời, phét lát, nói những cái chuyện xàm xí không đâu vào đâu hết. Ba hồn bảy vía nói như thế cũng không đâu ra đâu. Cái chuyện ba hồn bảy vía nó đâu có nằm ở trong Phật học. Cho đó là xàm xí.
cái loại xàm xí đó đó mà đòi đi giảng này nọ đó, mà Tạ Kim Anh thì ngồi nghe, úi dồi ôi, Tạ Kim Anh thôi đừng có làm hại những vị sư tu chân chính như sư Minh Tuệ, như sư Minh Đạo, là những người mà tôi rất ngưỡng mộ và kính phục, trân trọng. Và tôi cũng nói với Huệ Thuận nha, ngưỡng mộ và trân trọng không có nghĩa là tôi đi theo tu kiểu đó nha. Hai phạm trù khác nhau, cứ đừng đánh lận con đen, đánh đồng quan điểm. Ôi ông Hùng, ông ngưỡng mộ, ông bái ông Huệ Minh Tuệ làm sư thì ông đi theo đi. Tôi bái hồi nào? Tôi ngưỡng mộ, không có nghĩa là tôi đi tu theo cái hạnh đó của sư Minh Tuệ hay là của sư Minh Đạo. Nhưng là nói chuyện với một cái tên học lớp 3 trường làng, phét lát, chả hiểu gì về lý luận hết. Về logic thì chắc chắn là không hiểu rồi, chứ chưa nói đến những cái trình độ cao sâu của philosophy. Mà đòi phét lát là tiến sĩ Phật học ở bên Ấn Độ. Thì tôi hỏi rồi, tiếng Anh đó, xin cho biết cái luận án tiến sĩ Phật học đó là gì? Trình bày chút xíu đi. Và có biết sự khác biệt giữa Niết Bàn Phật giáo và Niết Bàn của Ấn giáo hay không? Chỉ nói sơ đi, khác biệt căn bản đó là gì? Tôi sổ chấp trước đó, trả lời đi bằng tiếng Anh nhé, để cho khán thính giả và thiện nam tín nữ khắp nơi ngưỡng mộ bằng tiến sĩ Phật học của Huệ Thuận đi nha. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi, và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.